Hà Nhập 123 xin kính chào quý khách. Hà Nhập 123 hôm nay xin giới thiệu với các bác một bộ nồi Elite Oihama Kitchen Set 12 món, có nội địa Nhật Bản và tất nhiên là sẽ là chống dính tiêu chuẩn. Và bộ nồi này thì nó sẽ có hai chảo này, hai nồi, thêm một chảo chiên trứng, kết hợp với hai cái tay cầm tiện dụng với hai nắp nấu nhựa này và hai nắp thủy tinh. Bộ nồi thì được thiết kế màu đỏ trông rất là sang và phù hợp với mọi căn bếp. Và bộ nồi này thì tiện ích với hai cái tay cầm lời như thế này. Đây các bác kẹp như thế này đây, giúp việc vệ sinh hay là bỏ vào máy rửa bát rất là dễ dàng và cầm cũng rất là chắc chắn. Và bộ nồi này thì cũng được phủ một lớp chống dính kim cương nhân tạo, tạo thành các hạt mịn và được pha trộn với một lớp phủ. Đấy. Lớp chống dính kim cương này thì sẽ giúp cho bộ nồi có độ chống dính tốt, nấu nướng dễ vệ sinh. Mặt ngoài của nồi thì được cấu tạo từ hợp kim nhôm và thép không gỉ. Độ dày của đáy nồi và chảo sẽ dài 5mm và sẽ làm một lớp sơn tĩnh điện bền mỉ phía ngoài, giúp độ chống dính không bị oxy hóa và màu nó sẽ luôn bền đẹp. Bộ nồi còn có thêm nắp vuông bỏ tủ lạnh, giúp chúng ta bảo quản đồ ăn trong tủ như một chiếc hộp thông thường. Các chi tiết cực tiện ích và đẹp, giúp cho căn bếp thêm sạch sẽ và tiện lợi hơn rất là nhiều. Và bộ nồi này thì sẽ tương thích được với bếp IH này, bếp ga và sử dụng được cả trong lò vi sóng cũng rất là tiện lợi. Cùng với nắp vung nấu được gia công từ kính cường lực, chịu lực, chịu nhiệt, chống sức hiệu quả như thế này, cầm cũng rất là đầm tay nhé các bác nhé. Đấy. Và đi kèm với bộ nồi thì nhà máy cũng có kèm thêm cho chúng ta được mấy cái miếng lót nồi như thế này, để chống chảy xước trong quá trình chúng ta di chuyển bộ nồi. Và sản phẩm này thì đang có sẵn tại cửa hàng Quảng Nhật 123. Các bác cần đặt hàng hay cần biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ qua số hotline 0947 286 123 để được hỗ trợ. Và hẹn gặp lại các bác ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo ạ.